Anh ba gọi điện tôi 10 là có đi nhanh lên ba. Anh ba giờ này chưa qua nữa. Vâng, bây giờ trận khai mạc ngày hôm nay chúng ta sẽ tiến hai đội đội thành phố Long Khánh và quận Tân Bình. Đâu ra mà lấy cấp phiếu hay làm cameraman mà. Kiệt cái Kiệt, chào ba em cái Kiệt ơi. Ngô Tuấn Kiệt chào ba em cái nè. Chào ba em cái nè. Vâng, là để chúng ta cả sân là chào anh Tèo Ngô nha. Rồi trận đấu bắt đầu. Đội quân khu 7 phát bóng trước. Oh!
Lên con tốt, điểm 1-0 cho cô 7. Cú bóng tốt. Điểm 1 đều. Điểm bóng 1 đều cho thành phố Long Khánh. Quân khu 7 cắt bóng tốt. Điểm 2-1. Điểm bóng 2-1 cho quân khu 7. Điểm 3-1 cho khu 7. Đẹp bóng tốt. Điểm bóng 2-3 cho thành phố Long Khánh. Điểm 4-2 cho khu 7. Điểm 4-6 cho trẻ MC Bình Dương. Vâng, phát bóng ra ngoài. Điểm 7-5 cho quân khu 7. Tám năm cho quân khu 7. Phòng bên thì có những vận động viên có thể pha rất tốt, rất lợi thế trên hàng cắm và tấn công.
tấn công rất tốt và rất tiếc là lọt chạm. Điểm 6-8. Điểm 6-8 cho trẻ MC. Đẹp mông tốt. Điểm 96 cho khu 7. Đặng Hữu Trọng đang vừa bị anh Hùng ơi. Điểm 79 cho trẻ MC. Điểm 17 cho quân khu 7. Pha vào bóng tốt của anh Kiệt. Điểm 80 cho trẻ MC. Điểm 11-8 cho quân khu 7. Em trận 6 mới đánh Hậu ơi. Em đánh cho chủ nhà mình râu. Bỏ bóng tốt. Điểm 9-13 cho trẻ MC. Chạm bóng tốt, điểm 10-13. Và gõ bóng tốt, điểm 14, 10 cho khung của 7. Đánh mông tốt của Ngô Tuấn Kiệt. Điểm 11-14. Lại đây, ngay cái bì ra trước đây, ngay cái bì ra trước đây, cho rửa nó sạch ra. Qua đây thôi, qua đây thôi.
Định Minh số 11 anh Hậu ơi. Định Minh tốt. Điểm 15-11 cho công cụ 7. Đi giải Sơn Minh Râu Phúc ơi. Cảm ơn tốt của trẻ MC. Điểm 13-15 cho trẻ MC. Điểm 14-15 cho trẻ MC. Đội quân khu 7 đang bế tắc trong khâu tấn công. Điểm 15-15. Gãy rồi. Và đánh bóng ra ngoài. Điểm 16-15 cho trẻ MC Bình Dương. Và đội cung của 7 bị hủy. Chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ 3 set, 2 set, 2 lap và 1 set thứ 3 là 15. Vâng, chúng ta để tiếp tục vào tiếp tục trận đấu. Hiểu mới bao có 4 trái hả anh Hậu ơi? Gác 15-12, người ta gác lại 16-15. Vâng, sau khi mà ơi, trong bên mình có cây cầm không ta? Cây bên mình đó. Cây cầm nhỏ có không? Không, không. Pha bỏ bóng tốt. Điểm 16 đều cho con cô 7. Và đánh bóng nhanh tốt của trẻ MC. Điểm 17-16 cho trẻ MC. Điểm 17 đều cho hai đội. Bỏ đây,
Bác bóng không có lưới. Điểm 18-17 cho trẻ MC. À, ông kêu, ông kêu. À, đi ra kêu đi. Điểm 18 đều cho hai đội. Và sau trận này là đội chủ nhà sẽ gặp lại đội nhà từ Bình Dương. Như vậy là hai đội chúng ta tới đây họ rửa mặt của mình. Pha đánh bóng tốt của Tuấn Kiệt. Điểm 19-18 cho trẻ MC. Điểm 19 đều cho hai đội. Và lỗi chiều 1. Điểm bóng 20-19. Điểm 20-19 cho quân khu 7. Và trắng bóng tố. Điểm 21-19. Rồi trẻ MC Bình Dương hội ý. Bung tốt, điểm 22-19 cho quân khu 7. Điểm 23-19 cho quân khu 7. Kết thúc trận đấu thứ nhất, quân khu 7 thắng tỷ số 1-0. Kết thúc trận 1, quân khu 7 thắng tỷ số 25-19. Mình xin kết thúc live nha anh em.